sự việc xảy ra quá nhanh. Đó là câu cảm thán của Thượng tá Nguyễn Tiến Giáp, Phó chủ nhiệm chính trị nhà máy Z-195, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, khi nói về tình huống dẫn đến sự ra đi của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên. Sáng ngày 26 tháng 6 tại bãi biển khu vực khách sạn Sonasi, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, thời điểm này, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên cùng cơ quan đi nghỉ mát theo kế hoạch. Khi đang tắm biển, anh Nhiên nghe có tiếng chi hô kêu cứu và có người đang bị đuối nước nên bất chấp hiểm nguy lao vào con sóng. Lúc này, nạn nhân đã bị cuốn vào dòng chảy ra xa bờ. Quá trình cứu hộ, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên cùng hai người nữa, trong đó có một nhân viên cứu hộ đã bình tĩnh dìu nạn nhân là cháu Nguyễn Nhân Phúc Lâm, sinh năm 2009, quê Bắc Ninh, vào bờ. Do sóng lớn, bơi chặng dài, khi vào đến bờ, anh Nhiên dần đuối sức. Anh và cháu Lâm đã được người dân cùng đồng đội sơ cứu rồi đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phú Quốc cấp cứu. Cháu Nguyễn Nhân Phúc Lâm may mắn qua cơn nguy kịch. Thế nhưng, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên đã chút hơi thở cuối cùng vào 8 giờ sáng cùng ngày. Anh Quách Văn Kết, nhân viên cứu hộ của khách sạn Sonasi Phú Quốc, là một trong hai người đã cùng Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên bất chấp hiểm nguy đưa nạn nhân đuối nước vào bờ, kể lại rằng nạn nhân rơi vào đúng dòng chảy xa bờ, nước xiết, sóng to, vì thế quá trình cứu hộ rất khó khăn. Chính anh Kết cũng hai lần bị hụt hơi và phải để anh Nhiên đẩy nạn nhân một đoạn để nghỉ lấy hơi rồi tiếp tục cùng dìu nạn nhân vào bờ. Anh Nhiên đã tham gia cứu người một cách không do dự, nhiệt tình, trách nhiệm cho đến tận hơi thở cuối cùng. Ngay sau khi sự việc xảy ra, dù còn ngổn ngang những lo âu rối bời, song trước tấm gương quên mình của quân nhân Bùi Văn Nhiên, chị Trần Thị Ngân, mẹ của cháu Nguyễn Nhân Phúc Lâm, đã viết một bức thư tay cảm ơn sự dũng cảm của anh bộ đội Cụ Hồ và chia sẻ cùng mất mát của gia đình và đơn vị Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên. Thư có đoạn: "Tôi viết thư này với tấm lòng vô cùng biết ơn và chia sẻ nỗi buồn sâu sắc tới gia đình anh Nhiên và nhà máy Z-195, nơi đã có một người con, người cán bộ có tấm lòng và nghĩa cử, hành động dũng cảm cứu người khi gặp hoạn nạn. Được biết, anh Nhiên đã không qua khỏi sau khi cứu con trai tôi. Thay mặt gia đình và con trai, tôi một lần nữa xin được cảm ơn tình cảm, nghĩa cử cao đẹp của anh Nhiên, một tấm gương bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, đáng được trân trọng và tôn vinh." Thông tin về Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên, anh dũng cứu người rồi ra đi vĩnh viễn, đối với đơn vị và gia đình thật bàng hoàng, đau xót. Vậy là vợ anh, chị Đỗ Thị Khương và hai người con, một trai một gái đã vĩnh viễn mất đi người chồng, người cha thương yêu của mình. Nhà máy Z-195 cũng mất đi một quân nhân mẫn cán với công việc. Đối với các đồng đội, Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên là một tấm gương về sự cần cù, chịu khó, không quản ngại khó khăn gian khổ, luôn tận tụy phấn đấu, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Sự quên mình của Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nhiên không khép lại mà đã viết tiếp thêm những câu chuyện về tấm gương anh dũng cứu người của bộ đội Cụ Hồ trong mọi hoàn cảnh.